chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Bà Harris chấp nhận đề cử của Đảng Dân Chủ Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 20 tháng 8 chấp nhận đề cử trở thành ứng viên Tổng thống trong ngày thứ hai của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ DNC tại thành phố Chicago, bang Illinois. Bà Harris không có mặt tại đại hội khi các đại biểu đảng này tiến hành cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng. Thay vào đó, bà vận động tranh cử ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Phát biểu trước đám đông người ủng hộ, bà Harris, 59 tuổi, cho biết rất vinh dự trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đồng thời cam kết cùng người dân thiết lập một lộ trình mới tiến về phía trước. Theo kế hoạch, bà Harris sẽ phát biểu tại đại hội trong ngày 22 tháng 8. Cũng trong ngày thứ hai của DNC, bà Harris tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhân vật hàng đầu, trong đó có cựu Tổng thống Barack Obama. Nước Mỹ đã sẵn sàng cho một chương mới, nước Mỹ đã sẵn sàng cho một câu chuyện hay hơn, chúng ta sẵn sàng cho một Tổng thống Kamala Harris, ông Obama khẳng định. Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng lên tiếng hậu thuẫn mạnh mẽ bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Bên cạnh sự hậu thuẫn nói trên, chiến dịch tranh cử của bà Harris còn nhận được cú hích về tài chính. Ông Obama đã dành nhiều lời tán dương cho nữ ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, theo đài CNN. Là tổng trưởng lý của tiểu bang đông dân nhất cả nước, bà đã đấu tranh với các ngân hàng lớn và các trường đại học tư nhân. Cựu tổng thống nói về thời gian bà Harris làm tổng trưởng lý bang California. Ông nói thêm, sau cuộc khủng hoảng thế chấp nhà, bà đã thúc đẩy tôi và chính quyền của tôi phải đảm bảo rằng những người sở hữu nhà nhận được một khoản tiền dàn xếp lớn. Ông Obama cho rằng nếu được bầu chọn, bà Harris sẽ đấu tranh để các gia đình xứng đáng có thêm hỗ trợ. Ngược lại, ông Obama công kích khá nặng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đối thủ của bà Harris, dùng các cụm từ như sự khoác lác, vụng về và hỗn loạn. Ông Obama cho rằng Mỹ không cần thêm 4 năm nữa dưới thời ông Trump. Ông đồng thời chỉ trích các động thái của ông Trump về vấn đề biên giới và quyền phá thai. Cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ mô tả cựu Tổng thống của Đảng Cộng Hòa là một tỷ phú 78 tuổi không ngừng than vãn về những vấn đề của mình kể từ khi ông đi than cuốn mạ vàng cách đây 9 năm. Ông Obama nói những lời phàn nàn của ông Trump ngày càng tệ hơn vì ông ấy sợ thua bà Kamala. Ông Obama cũng ca ngợi ứng viên phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ Tim Walz sẽ là đối tác xuất sắc của bà Kamala Harris tại Nhà Trắng. Cùng với cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cựu Tổng thống Obama đã cam kết tiếp tục nỗ lực giúp đỡ phó Tổng thống Kamala Harris trong 11 tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà. Theo CNN, trước đó, vào hôm 19 tháng 8, ông Obama đã dành thời gian ở thành phố Chicago quay video cho chiến dịch của bà Harris. Cựu Tổng thống đã đóng vai trò là người đưa ra ý kiến, khuyến khích các cố vấn cấp cao trước đây của mình tham gia chiến dịch của bà Harris và dự định đích thân tham gia chiến dịch vào tháng cuối cùng của cuộc đua. Reuters vào hôm 21 tháng 8 cho biết chiến dịch này đã huy động được khoảng 500 triệu USD trong 4 tuần kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua vào ngày 21 tháng 7. Đây được xem là khoản tiền huy động cao chưa từng có, phản ánh sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Chỉ trong tuần đầu tiên vận động tranh cử, bà Harris đã huy động được hơn 200 triệu USD. Đội ngũ của bà huy động được 310 triệu USD trong tháng 7, nâng tổng số tiền mà bà và Tổng thống Joe Biden huy động được trước khi ông rút khỏi cuộc đua lên hơn 1 tỷ USD. Đây là mức vượt ngưỡng gây quỹ nhanh nhất trong lịch sử, theo chiến dịch tranh cử của bà Harris. Trong khi đó, vấn đề an ninh quốc gia là nội dung chính khi ông Donald Trump, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina ngày 21 tháng 8. Tại bang Michigan, một ngày trước đó, ông Trump tìm cách đổ lỗi cho đối thủ Kamala Harris về làn sóng bạo lực tội phạm khi bà còn là công tố viên ở thành phố San Francisco, bang California vào những năm 2000. Đảng Dân Chủ tiếp sức cho bà Kamala Harris. Trong ngày đầu tiên của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ngày 19 tháng 8, tổ chức tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và nhiều thành viên trong đảng đã nêu bật sự ủng hộ dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Lẽ ra là người phát biểu nhận đề cử làm ứng viên Tổng thống của đảng tại đại hội lần này. Song chỉ cách đây một tháng, ông Biden đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và lập tức mở đường cho bà Harris. Gạt nước mắt trước rừng biểu ngữ và những tiếng hô vang "Cảm ơn Joe, chúng tôi yêu Joe", Tổng thống Biden nhắc lại những sự kiện gây tranh cãi nhất dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump, bao gồm cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021.
ông mỉa mai ông Trump, người đồng thời là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm nay. Tình trạng phạm tội sẽ tiếp tục giảm khi chúng ta bầu một công tố viên vào phòng bầu dục thay vì người đã bị kết tội hình sự. Ông Trump gần đây bị kết tội với 34 trọng tội, còn bà Harris từng là tổng trưởng lý của bang California. Nhấn mạnh việc chọn bà Harris làm phó tổng thống là quyết định tốt nhất trong cả cuộc đời chính trị của tôi. Tổng thống Biden nhấn mạnh, các bạn sẵn sàng bỏ phiếu cho tự do chứ? Các bạn sẵn sàng bỏ phiếu cho nền dân chủ và cho nước Mỹ? Vậy các bạn đã sẵn sàng bầu chọn bà Kamala Harris và ông Tim Walz chưa? Ông Tim Walz là thống đốc bang Minnesota và là liên danh tranh cử của bà Harris. Tổng thống Biden nói về quyết định rút lui của mình. Tôi yêu cầu công việc này, nhưng tôi yêu đất nước hơn. Tờ báo The Guardian, ông cảm ơn những cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ trong sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm qua của ông. Tổng thống Biden cũng nhắc lại những thành tựu đạt được trong 4 năm ở Nhà Trắng với những đạo luật quan trọng được ông ký ban hành như luật phát triển cơ sở hạ tầng và đạo luật cắt giảm lạm phát. Phát biểu trong ngày đầu tiên, bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ và là ứng viên tổng thống năm 2016, dành nhiều lời khen ngợi cho việc đề cử bà Harris ở Mỹ. Bạn có thể thỏa sức phát triển, miễn là làm việc chăm chỉ và có tài năng. Bất ngờ xuất hiện trong đêm 20 tháng 8, bà Harris nói lời cảm ơn ông Biden. Joe, cảm ơn vì sự nghiệp lãnh đạo lịch sử của ông, cảm ơn đã dành cả đời phụng sự đất nước. Bà Harris và ông Trump nặng lời tại bàn chiến trường. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa đưa ra các phát biểu được cho là gián tiếp chỉ trích nặng lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong vài năm trở lại đây, tôi nghĩ đã có sự lệch lạc như thế này xảy ra. Đó là cho rằng thước đo sức mạnh của một nhà lãnh đạo dựa trên việc bạn đánh bại ai đó. Bà Harris nói trong cuộc vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào hôm 18 tháng 8 giờ địa phương. Theo bà Harris, thước đo thực sự và đúng đắn về sức mạnh của một nhà lãnh đạo là nâng đỡ người khác. Bà khẳng định bất kỳ ai đánh bại người khác đều là kẻ hèn nhát. Phó Tổng thống Mỹ không nêu đích danh ông Donald Trump, người đã xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của mình vào hôm 17 tháng 8 ở miền đông Pennsylvania và gọi bà là kẻ cấp tiến và kẻ điên. Tuy vậy, theo Reuters, các phát biểu của bà Harris rõ ràng đang gián tiếp chỉ trích ông Trump. Cũng theo hãng tin này, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Harris mang đến nguồn năng lượng mới cho chiến dịch của đảng Dân Chủ. Bà đang thu hẹp khoảng cách với cựu tổng thống trên toàn quốc và tại nhiều trong số 8 tiểu bang có tính cạnh tranh cao, bao gồm Pennsylvania. Các tiểu bang này sẽ đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn người kế nhiệm Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 11 tới đây. Nếu bà Harris thành công, người phụ nữ da màu này sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Hôm 17 tháng 8, ông Trump cho biết thông tin rằng bà Harris dễ bị đánh bại hơn so với ông Biden, người đã bỏ cuộc vào tháng 7 dưới áp lực từ chính đảng của mình sau cuộc tranh luận thất bại trước ông Trump. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan, 3 trong 8 tiểu bang thuộc vành đai rỉ sét, trước đây là vành đai thép đã góp phần mang lại chiến thắng cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trước nữ đối thủ Hillary Clinton của đảng Dân Chủ. Ông Trump và người đồng hành tranh cử, Thượng nghị sĩ J.D. Vance, sẽ tiếp tục các hoạt động tại Bắc Carolina và Arizona trong tuần này. Trong khi đó, bà Harris, người đồng hành là thống đốc Minnesota Tim Walz, sẽ hiện diện tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ khai mạc tại thành phố Chicago ngày 19 tháng 8. Phó Tổng thống Harris cho biết mình sắp viết xong bài phát biểu tại đại hội. Trong bài phát biểu sẽ có nhiều thông tin về điều mà tôi tin tưởng là con đường phía trước, một con đường mới phía trước và đưa mọi người cùng theo con đường đó, bà nói với các phóng viên bên ngoài một nhà hàng ở Pennsylvania. Vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.